Lê Hiến Tông có 6 người con trai, con cả là An Vương Lê Tuân, do Mai Quý Phi sinh, con thứ hai là Uy Mục Đế Lê Tuấn, con thứ ba là Lê Thuần Lê Túc Tông do Trang Thuận Duệ Hoàng hậu sinh, con thứ 4 là Thông Vương Lê Dung, do Bùi Quý Phi sinh ra, con thứ năm là Minh Vương Lê Trị, và cuối cùng là Tư Vương Lê Dưỡng. Lê Uy Mục sinh ngày 5 tháng 5 năm 1488 mất ngày 1 tháng 12 năm 1509, có tên húy là Lê Tuấn, còn có tên là Lê Huyên hay Lê Nghị, là con trai thứ hai của Lê Hiến Tông. Mẹ là chiêu nhân duệ hoàng hậu Nguyễn Thị Cận, người làng Phù Trần, huyện Đông Ngàn, Bắc Giang. Ông cũng là anh thứ của vua Lê Túc Tông. Lê Uy Mục là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Trong thời gian trị vì của mình, ông chỉ dùng một niên hiệu là Đan Khánh. Ông được xem là một vị hoàng đế tàn bạo và hoang dâm, nổi tiếng là một bạo chúa, người đời gọi là Quỷ Vương. Lê Uy Mục không chăm lo chính sự, hàng đêm đều cùng các cung nhân uống rượu, khi say thì giết chết tất cả bọn họ. Chiều chính thời ông trị vì rơi vào tay ngoại thích và bọn hoạn quan, khiến cung đình bị nhơ nhuốc. Ông một tay dần giết hại các đại thần như Đàm Văn Lễ, Nguyễn Quang Bật, chèn ép Nguyễn Văn Lang khiến ông này phải chạy đi, vì tất cả đều không thuận lập uy mục sau khi Lê Hiến Tông qua đời. Đã vậy, ông còn nghi kỵ tông thất, giết cả anh em cha chú của mình, từ quần thần đến thân thuộc đều lo sợ, càng quyết tâm phản loạn. Chiêu nhân hoàng hậu sinh thời thân phận hèn kém, bị trường lạc hoàng hậu xem thường. Ngày 5 tháng 5, năm Hồng Đức thứ 19 năm 1488, giờ tị, bà sinh ra ông rồi qua đời do băng huyết. Ông được giao cho Nguyễn Kính Phi nuôi nấng. Kính Phi không có con, xem ông như con đẻ và hết lòng chăm sóc. Lê Túc Tông mất sớm sau 6 tháng tại vị, để lại di chiếu truyền ngôi cho anh Thứ Lê Tuấn. Tuy nhiên, Huy gia thái hoàng thái hậu không chịu lập ông lên ngôi, mà muốn chuyển ngôi cho người trong hoàng tộc là Lã Côi Vương. Nguyễn Kính Phi cùng đại thần Nguyễn Nhữ Vi bày mưu lừa thái hoàng thái hậu ra khỏi thành đón Lã Côi Vương, sau đó đóng cửa thành và nhanh chóng sắp xếp đưa được ông lên ngôi. Thái hoàng thái hậu quay về thấy vậy thì không vui, bà cho rằng mẹ ông là người thấp hèn, nên ông cũng sẽ chẳng ra gì. Điều này khiến Lê Tuấn oán hận thái hoàng thái hậu. Ngày 18 tháng 12 năm 1504, Lê Tuấn lên ngôi, tự xưng làm Quỳnh Đô Động Chủ. Đạt niên hiệu là Đoan Khánh, Đại xá Thiên Hạ. Uy mục oán hẹn Thái Hoàng Thái Hậu, cho rằng bà đã thường xuyên xúc phạm, nhục mạ mẹ ruột của mình. Nên khi vừa lên ngôi, đã ngầm sai bọn thân tín đánh thuốc độc giết chết Thái Hoàng Thái Hậu. Ngày 22 tháng 3, năm Đoan Khánh thứ nhất năm 1505, Thái Hoàng Thái Hậu đột ngột qua đời, hưởng thọ 65 tuổi. Để che giấu tội giết bà nội, ông ban bố nghỉ trầu 7 ngày để chịu tang dâng thụy hiệu cho bà tỏ lòng kính trọng. Ngày 5 tháng 6 cũng năm ấy, ông giết quan lễ bộ thượng thư là Đàm Văn Lễ và quan đô ngự sử là Nguyễn Quang Bật. Trước đây khi Hiến Tông mất, Nguyễn Kính Phi đã mang vàng lụa đến tặng Văn Lễ và Quang Bật để họ lập con mình lên ngôi. Tuy nhiên, hai người này đã không chịu lập uy mục mà quyết chí lập túc tông theo di chiếu của tiên đế. Do đó ông căm giận lắm. Đến đây, Nguyên mục dùng mưu của hai gian thần Khương Chủng và Nguyễn Nhữ Vi để biếm trước hai người xuống làm thừa tuyên sứ ở Quảng Nam và bắt họ vào Nam nhận việc. Khi họ đến con sông lớn ở huyện Trân Phúc, ông sai một toán quân đuổi theo bắt phải tự tử. Hai người khi sắp gieo mình xuống nước đã ngâm thơ quốc ngữ rồi mới tuận tiết. Sau này các đình thần trong bụng ai cũng biết là hai người chết không đáng tội. Liền can gián ông, ông bèn đổ tội cho Nguyễn Nhữ Vi rồi giết y. Tháng riêng năm 1507 khi sang Đại Việt để sách phong cho Lê Uy Mục làm An Nam Quốc Vương. Phó sứ thần của nhà Minh là Hứa Thiên Tích, trông thấy tướng Mạo Hoàng đế, đã làm thơ gọi ông là Quỷ Vương. An Nam tứ bách vận vưu trường, thiên ý như hà dáng Quỷ Vương. Vận An Nam còn dài 400 năm, ý trời sao lại sinh ra vua quỷ. Ông từ khi lên ngôi không chăm lo chính sự, chỉ ham rượu chè, gái đẹp, thích giết người. Đêm nào cũng cùng với cung nhân uống rượu vô độ rồi hành lạc, đến khi say thì giết đi. Tính vốn ưa vũ dũng, uy mục từng sai quản tượng và dám ngự mã đánh nhau làm trò mua vui ngay trong cung điện. Trong một lần đi tế đàn Nam Giao trở về, Lê uy mục cưỡi voi vào cửa đông hoa, sai các ti và quân các vệ trong ngũ phủ đem voi công đến cho vua tuyển chọn. Sau đó, vua lại sai các chấn chọn voi đem về kinh đô để chọn lựa thêm một lần nữa. Cốt sao đủ đặt hai ti là ngự tượng và ngự mã. Vua cho bọn quân sĩ ở ti ngự tượng đội mũ màu thủy ngân, trên vẽ hoa hồng quỳ mỗi ngày vua sai hai tên giám quân đấu sức với nhau hai tên cầm gậy đánh nhau từ cửa thanh dương đến ngoài cửa thái miếu ông xem việc đánh nhau của hai ngựa giám quân mà lấy làm thích thú ban thưởng tiền lộ cho họ quyền hành trong triều rơi vào tay họ ngoại của hoàng đế bấy giờ uy quyền thuộc về họ ngoại phía đông thì làng hoa lăng quê của mẹ nuôi ông là kính phi phía tây thì làng nhân mục quê của vợ ông là trần hoàng hậu phía bắc thì làng phù trần quê của mẹ đẻ ông là chiêu nhân duệ hoàng hậu đều chuyên cậy quyền thế vùi dập các quan kẻ thì vì ý riêng mà giết hại sinh dân kẻ thì dùng ngón kín mà yêu sách tiền của mọi thứ xúc vật hoa màu của dân chúng đều cướp đoạt cả nhà nào có đồ lạ vật quý chúng đánh dấu chữ vào và đòi lấy muôn dân ta oán mà hoàng đế vẫn không chừa lại mang lòng ngờ vực đố kỵ tháng 8 năm 1509 uy mục ra lệnh cho giết hết những người chiêm bị bắt làm gia nô trong các điển trang của các thế gia, công thần. Trước đây, Lê Thánh Tông khi thân trinh đánh chiêm thành đã bắt được em trả toàn là trả toại và vợ con ông ta đem về Đại Việt, cho an trí ở ngoài cửa Bảo Khánh gần 30 năm. Đến thời cảnh thống, trả toại đã chết, con ông là Trà phúc mang trộm hài cốt của cha trốn về nước. Đến nay, những nô lệ người chiêm ở các điền trang của các thế gia, công thần thấy vậy cũng tìm cách đào thoát về nước nghi người chiêm làm loạn, uy mục hạ lệnh giết các gia nô người chiêm còn lại trong các điền trang đến gần hết không hay biết rằng kẻ tham gia cuộc binh biến lật đổ ông sau này chính là bọn người chiêm chế mạng thì đã bỏ trốn thành công để gia cố và duy trì quyền lực uy mục xua đuổi người tông thất và công thần về xứ thanh hoa và giết các nữ sử nội thần người chiêm bấy giờ bọn ngoại thích của ông là không chủng và nguyễn bá thắng tự tiện làm oai làm phúc quyền thế nghiêng lệch trong chiều ngoài trấn dân chúng không dám cất tay động chân nhà pháp thuật bị cấm làm phù chú, đạo sĩ thở đạo phải cắt tóc không được để dài. Do vậy, các phố xá, hàng chợ nhà nào thờ tiên sư đều phải cất giấu đi. Sau này, đám ngoại thích khác của hoàng đế là thừa giáo, thường nghiệp đi đường, quan viên và dân chúng trông thấy chúng từ xa đã phải chạy trốn đi, đợi chúng đi qua rồi mới dám ra. Nguyễn Đình Khoa ngầm sai người đến thừa hiến phủ huyện các xứ trong nước, tới cả dân gian, cưỡng bắt những con gái chưa chồng, làm khốn khổ nhân dân khắp cả nước dần mất hết hy vọng. Các bá quan người nào ngày trước không lập uy mục thì đều bị ông Thanh Trừng để trả thù. Uy mục còn ngầm sai nội nhân Nguyễn Đình Khoa dò xét cả 26 thân vương là các chú và anh em của ông. Trong đó, Kinh Vương Lê Kiện là chú đã chạy trốn không biết đi đâu, chỉ có Giản Tu Công Lê Oanh là con của Kiến Vương Lê Tân, chú ruột của hoàng đế thì bị bắt giam vào ngục nhưng sau đó trốn thoát được. Do vậy, mọi người đều cảm thấy nguy đến thân mình, càng nghĩ đến việc nổi loạn sự tàn bạo quá đáng của uy mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và trong hàng ngũ quan lại. Tông thất, dòng dõi họ lê. Bấy giờ, thân thiết của trường lạc hoàng Thái Hậu là Nguyễn Văn Lang cũng là một trong số người bị triều đình đuổi về quê quán. Đại thần Tông thất là nghi quận công Lê Năng Can. Vì bất đắc chí, có bài thơ gửi cho Nguyễn Văn Lang và khuyên ông nổi dậy giết bọn ác đảng. Văn Lang là người thông thao lược, giỏi binh pháp, khéo xem xét thiên thời ông đem bọn nô lệ người chiêm đã ra hàng là chế mạng cùng các tướng vũ bá vũ tiếp và người ba phủ nổi dậy ở thành tây đô đem quân giữ ở cửa biển thần phủ cũng thời điểm đó lê uy mục liên tục bắt giam giết hại người tông thất trong số các con của kiến vương lê tân bị bắt giam giàn tu công lê oanh đã đốt tiền cho người canh ngục mới được thả ra trốn về tây đô thanh hóa được nguyễn văn lang lập làm minh chủ để khởi binh nổi dậy chống lại uy mục đế lương đắc bằng được lệnh viết thì kêu gọi bá quan hưởng ứng cụ thể là bạo chúa lê tuấn phận con thứ hèn kém làm nhơ bẩn nghiệp lớn mới gần 5 năm mà tội ác đã đủ muôn khóc giết hại người cốt nhục dìm hãng các thần liêu bọn ngoại thích được tin dùng mà phương đuôi chó ngang ngược làm bậy người cứng cỏi bị ruồng bỏ mà kẻ đầu cá ẩn nấp nào ra quan tước đã hết rồi vẫn thường tràn không ngớt dân chúng đã cùng khốn còn vơ vét chẳng thôi vét thuế khóa tường cân lặn tiêu tiền của như đất bùn bạo ngược ngang với tần chính đãi bề tôi như chó ngựa coi dân chúng tựa cỏ rác ngạo mạn quá cả ngụy oanh huống chi lại xây cung thất to làm vườn hoa rộng xua dân đi trồng cây dẫm theo vết xe đổ chất gò hoa cương đời tống lấp biển xây cung điện nối gót thói u mê xây cung a phòng nhà tần công trình thổ mộc xây lên rồi thay đổi thay đổi rồi xây lên dân hải dương kinh bắc mệt mỏi lao đao tông thất xa hoa kiêu căng lại ngang ngược ngang ngược lại kiêu căng cõi tứ tuyên phiên chấn xôn xao, rối loạn, cư dân nhức óc, cả nước đau lòng. Ngoài ra, phe giản tu công Lê Oanh cũng có bài hịch như sau. Đoan Khánh làm vua, họ ngoại chuyên quyền, tử mô làm phường ngu hèn nơi phố trợ làm rối loạn kỷ cương, thắng trùng là hạng trẻ danh miệng còn hơi sữa đã tái oai tác phúc, đến mức đánh thuốc độc giết bà nội, tàn sát các thân vương. Theo ý riêng mà giết hại sinh dân, không biết đâu cho thỏa, dùng ngón ngầm để vét vơ tiền của càng mặc sức tham lam, bốn biển đã khốn cùng, muôn dân đều sầu oán. Ngày 8 tháng 11 năm 1509, giàn tu công giả xưng là Cẩm Giang Vương Lê Sùng, tức anh trai ông, từ Tây Đô, ông đưa quân cả thủy lẫn bộ tiến về Đông Kinh Hà Nội. Thủy quân tiến đến núi Thiên Kiện, uy mục dùng hai chiếc thuyền nhẹ Hà Thanh và Hải Thanh đi đến chùa Bảo trên núi Thiên Kiện, bắt được một viên tướng thủy quân của giàn tu công và giết được 20 binh sĩ đem xác về ngoài cửa Đông Hoa quy mục cho tướng là lê vũ làm tán lý cũng nhiều người khác đem cấm quân và quan quân thuộc các vệ thần vũ hiệu lực điện tiền đi chống giữ nhưng đều bị phe lê oanh đánh bại đến ngày 23 tháng 11, quy mục quyết định bắt giết anh em của giản tu công lê oanh bao gồm lê sùng và cả mẹ ông ta là trịnh thị tuyên sau đó lệnh cho lê vũ mang thủ cấp của lê sùng ra chiến trường dơ cho quân lê oanh xem hòng uy hiếp tinh thần họ lê vũ nói đây là cái đầu của cẩm giang vương Chúng bay còn nói láo làm gì. Tuy nhiên, quân của Giản Tu công không những không mất sĩ khí, lại tiến đánh hăng hơn. Lê Vũ bị quân Lê Oanh bao vây ở trận Đồng Lạt. Lê Oanh dụ hàng nhưng Lê Vũ vẫn một mực không chịu khuất phục nên bị giết. Trận này, quân của Uy Mục thua to, các tướng khác của ông như Dương Trực Nguyên, Phạm Thịnh, Trần Năng cũng tử trận ở Châu Cầu. Ngày 26, các đạo quân của Lê Oanh đều tiến sát Đông Kinh. Uy mục đế vì cần thêm quân để chống giữ mới lấy vàng bạc ban cho bọn tội nhân bị giam ở ti ngũ hình mỗi người ba quan, rồi sai đi đánh quân Lê Oanh. Những tù nhân vốn oán hận sự bạo ngược của hoàng đế nên khi nhận được tiền đều bỏ trốn về nhà. Uy mục sợ hãi lại vội vã chọn người đi gọi quân các chấn Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Băng, bắt mỗi chấn lấy 5.000 thổ binh đến cứu viện. Nhưng khi họ còn chưa đem quân tới, thì đại quân của Lê Oanh đã áp sát vào thành, nhiều người bỏ chạy thoát thân. Tướng chấn thủ là Lê Quảng Độ cùng với Lê Oanh người trong kẻ ngoài thông tin với nhau, lại cho bắn súng làm hiệu, dựng gậy làm cờ, chặt cây làm binh khí giả đánh lẫn nhau cho các quân kinh hãi, buộc Uy Mục phải chạy lên phía Bắc. Cuối cùng kinh thành thất thủ, Uy Mục sợ hãi trốn vào phường Nhật Chiêu. Hoàng hậu Trần Thị Tùng của ông cũng trốn ra đến xã Hồng Mai, náu ở nhà dân rồi treo cổ tự sát ở miếu chùa. Giản tu công tiến vào chiếm Đông Kinh, nghe tin mẹ và anh em mình đều đã bị Uy Mục xử tử, Sai quan sửa việc tang và làm lễ chôn cất. Đến ngày 28, trong lúc đang chạy trốn, Uy Mục bị một vệ sĩ cũ của mình bắt được đem nộp cho Giản tu công và bị giam vào cửa lệ cảnh. Nhận thấy đã đường cùng, ngày 1 tháng 12 năm 1509, Lê Uy Mục uống thuốc độc tự vẫn. Giản tu công Lê Oanh Cam hận Uy Mục giết hại tàn nhẫn gia đình mình, chưa nguôi giận, sai người dùng súng lớn để xác Uy Mục vào miệng súng, rồi bắn cho nổ tan hết hải cốt chỉ lấy ít cho tàn về chôn tại An Lăng ở quê mẹ ông tại làng Phù Trần nay là xã Phù Trần, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh. Giản tu công tự lập làm vua, tức Lê Tương Dực. Lê Uy Mục ở ngôi được 4 năm, thọ 21 tuổi. Ban đầu, Lê Tương Dực dáng ông xuống làm mẫn lệ công. Sau này khi Lê Chiêu Tông lên ngôi mới đặt tiền Thụy cho ông là Uy Mục Đế. Sau khi lật đổ Uy Mục, Lê Oanh sai các quan tướng dâng biểu trần tình với nhà Minh. Lời biểu có đoạn lên án Lê Uy Mục như sau. Đoan Khánh Lê Tuấn tập phong tước vương đã được 4 năm. Tin dùng phe cánh họ mẹ là bọn Khương Trùng, Nguyễn Bá Tuấn. Ngang tàn bạo ngược, đảo lộ Triều cương, tàn sát họ hàng, giết ngầm tổ mẫu, người trong nước điêu linh, dân không chịu đựng nổi. Bọn chủng, thắng quyền át trong ngoài, ác đảng ngày càng lan rộng, mưu cước quyền nước. Sử thần triều Lê cũng đưa ra những lời bàn, vô nghiện rượu, hiếu sát, hoang dâm, thích ra oai, tàn hại người tông thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại hoành hành, chăm họ oán giận, người bấy giờ gọi là quỷ vương, điềm loạn đã xuất hiện từ đấy.